Nhà Cung Thép Gia Sự Việt Nam xin kính chào quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại Phù Cử Hưng Yên và rất là hạnh được anh Hưng, chủ đầu tư của công trình nhà Cung Thép này, mời tới để ăn tân gia anh chị nhá. Vậy thì đây nó là một công trình nhà Cung Thép như thế nào và bên em đang áp dụng giải pháp gì cho nó? Thì sau đây xin mời anh chị cùng em đi vào và tìm hiểu. Bật mí cho anh chị về cái chi tiết giá của cái công trình này thì bên em thi công nhá. Đầu tiên thì anh chị có thể thấy rằng là đây nó là không gian khu vực tầng 1 này. Em sẽ giới thiệu một chút cho anh chị có thể nắm bắt được về cái quy mô cũng như là diện tích của công trình này. Công trình này của bên em thì có quy mô là 2 tầng với diện tích mỗi một mặt sàn rơi vào khoảng là 280m2, với phần mặt tiền của công trình rộng khoảng là 12m và đi sâu vào bên trong khoảng 23m anh chị nhá. Thì như anh chị có thể thấy đằng sau em đây nó là không gian khu vực phần tầng 1 của công trình này. Thì ở công trình này với quy mô 2 tầng thì phần tầng 1 sẽ được sử dụng để chúng ta kinh doanh cái mô hình siêu thị mini như thế này. Còn khu vực phần tầng 2 thì sẽ sử dụng cho cái mục đích là chúng ta làm khu vực sinh hoạt cho gia đình. Thì sau đây xin mời anh chị cùng em đi vào và tìm hiểu chi tiết hơn ở công trình này nhá. Thì toàn bộ công trình này của bên em thì đều sử dụng là giải pháp khung kết cấu thép anh chị nhá, kết hợp với cả phần vách cũng như là phần sàn chống nóng của công trình này ở phía tầng 2 thì đều được làm bằng bê tông khí chống áp. Thì với việc mà áp dụng cái giải pháp là nhà khung thép kết hợp với phần vách bằng bê tông khí chống áp như thế thì nó sẽ cho chúng ta một cái tiến độ thi công công trình rất là nhanh. Với một cái công trình mà có tổng diện tích mặt sàn rơi vào khoảng là 560m2 như thế này mà thời gian thi công chỉ loanh quanh vào đâu đấy khoảng là 3 tháng anh chị nhá, thì với một cái mặt bằng mà chúng ta cần có cái nhu cầu kinh doanh thì cái tốc độ thi công nó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Và chính vì cái yếu tố đó mà anh chủ đầu tư công trình này là anh Hưng đã quyết định là lựa chọn sử dụng cái giải pháp nhà khung thép kết hợp với phần vách bằng bê tông khí chống áp như thế. Và anh chị có thể tham quan một vòng cái khu vực phần tầng 1 này để chúng ta có thể nắm bắt rõ hơn cái phần kinh doanh của công trình này. Công trình này thì em có giới thiệu rồi, nó là cái khu vực chúng ta kinh doanh theo cái mô hình là siêu thị mini ở bên dưới anh chị nhá. Và ở đây có đầy đủ các loại hàng hóa, và cũng tiết lộ luôn cho anh chị một điều rằng là tổng chi phí để chúng ta xây dựng cái công trình này bao gồm là cái giải pháp hệ khung thép này cũng như là phần vách bằng bê tông khí chống áp thì sẽ tốn khoảng là 2 tỷ anh chị ạ. 2 tỷ mà chúng ta chia cho với tổng diện tích sàn là 560m thì anh chị tính ra là khoảng 3,6 triệu cho một mét vuông. Thì với một cái chi phí nó như thế, em nghĩ đây nó là một cái phương án hợp lý. Thì đối với không gian khu vực phần tầng 1 nó sẽ là như vậy, còn không gian khu vực phần tầng 2 thì sau đây xin mời anh chị cùng em đi lên và tìm hiểu tiếp nhá. Để đi lên khu vực phần tầng 2 thì chúng ta sẽ có một cái hệ cầu thang xương cá như thế này. Ở đây thì hiện tại anh ấy đang trong cái quá trình hoàn thiện anh chị nhá. Cầu thang này thì vẫn chưa ốp cái lan can ở đây. Ở trên này là không gian khu vực phần tầng 2 của công trình này anh chị nhá. Và anh chị có thể thấy rằng là toàn bộ không gian của khu vực phần tầng 2 này thì đều được ốp gỗ. Và ở đây thì anh ấy sử dụng toàn bộ là phần gỗ tự nhiên anh chị nhá. Và có một số người thì sẽ thích cái kiểu ốp gỗ như vậy, và em cũng sẽ tiết lộ luôn cho anh chị nắm bắt được cái chi phí để chúng ta ốp gỗ khoảng 280m2 mà sàn này nó sẽ rơi vào khoảng hơn 1 tỷ. Tuy nhiên thì ở đây anh chị phải cân nhắc rằng là toàn bộ cái việc mà chúng ta ốp gỗ hay là xẻ như này thì ở đây là anh chủ đầu tư có người quen, người nhà và anh làm hộ thì cái chi phí nó mới đạt ở cái mức đấy anh chị nhá. Còn nếu như chúng ta tự làm thì có thể chi phí nó sẽ khác so với cái mức mà em đang nói ở đây. Thì đối với không gian khu vực phần tầng 2 này thì sẽ được bố trí công năng như sau. Đầu tiên là sẽ có một cái hệ không gian phòng khách này và phòng bếp. Ở đằng này thì anh chị có thể thấy rằng là bên em có bố trí không gian của 4 khu vực phòng ngủ anh chị nhá. Ở bên này thì sẽ là không gian của 2 phòng ngủ master, còn ở bên này thì sẽ là không gian của 2 phòng ngủ con. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái nhà vệ sinh chung cho 2 phòng ngủ như này. Thì như vừa nay em đã có chia sẻ về cái vấn đề chi phí để mà xây dựng công trình này, thì anh chị có thể thấy rằng là cả khu vực chúng ta xây dựng bằng cái hệ khung kết cấu thép này cũng như là phần vách xây bằng bê tông khí chống áp cũng như là cái phần tầng 2 chúng ta xây dựng cái khu sinh hoạt của chúng ta mà chúng ta ốp gỗ, thì chi phí loanh quanh nó sẽ rơi vào khoảng hơn 3 tỷ anh chị nhá. Và chia lại cho khoảng hơn 560m2 thì anh chị có thể thấy rằng là chi phí để chúng ta hoàn thiện toàn bộ công trình
nhà khung thép thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng là hơn 6 triệu một mét vuông anh chị ạ. Thì đấy nó là một cái mức chi phí khá là hợp lý với các cái công trình chúng ta xây dựng bây giờ anh chị nhá. Và nó cũng có thể cạnh tranh được với cả các công trình nhà truyền thống. Nhưng ở đây thì em cũng sẽ lưu ý một phần để anh chị có thể nắm bắt được rằng là không phải nhà khung thép nó là một cái loại hình xây dựng giá rẻ anh chị nhá, mà ở đây nó là có sự kết hợp giữa của bên em và của chủ đầu tư là anh Hưng thì chúng ta mới có được một cái mức giá như thế. Toàn bộ cái hộp khung thép của công trình này cũng như là phần vách thì bên em có bàn giao lại phần công nghệ cho anh Hưng, và anh Hưng thì thuê thợ địa phương trực tiếp làm thì nó mới có mức giá đấy anh chị nhá. Còn nếu như anh chị thuê xây dựng trọn gói thì chắc chắn là cái chi phí của chúng ta nó sẽ cao hơn một chút. Và vừa rồi thì em đã có chia sẻ tới anh chị một cái mẫu nhà khung thép cũng như là chia sẻ về cái giá thành để chúng ta hoàn thiện một công trình nhà khung thép nó như thế nào. Và nếu như anh chị có những cái nhu cầu tương tự như ở công trình này thì anh chị hoàn toàn có thể lấy đây là một công trình để chúng ta tham khảo. Cảm ơn anh chị vì đã xem hết video, và nếu như thấy video này hay cũng như là hữu ích thì hãy để lại cho em một like cũng như một subscribe. Đây là động lực duy nhất để em ra những video như vậy phục vụ cho mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.